phân biệt. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Pasagaha, Chương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Samedi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo, Potaliputta, Tiêu Dao tản bộ, tuần tự du hành, đi đến tôn giả Samedi. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Samedi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với tôn giả Samedi: Này hiền giả Samedi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân ghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật, và có một thiền chứng, cho thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Này hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy, chớ có phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và hiền giả, có một thiền chứng, do thành tựu thiền chứng này, sẽ không có cảm giác gì. Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa hiền giả Samedi? Không lâu, thưa hiền giả, có 3 năm. Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các tỷ kheo trưởng lão làm gì, khi một tân tỷ kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ vị đạo sư như vậy. Thưa hiền giả Samedi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì? Này hiền giả Potaliputta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy cảm giác khổ đau. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta không tán thán cũng không phản đối lời nói của tôn giả Samedi, không tán thán, không phản đối. Du sĩ ngoại đạo Potaliputta từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi ra đi. Rồi tôn giả Samedi, sau khi du sĩ ngoại đạo Potaliputta ra đi không bao lâu, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên, tôn giả Samedi kể lại cho tôn giả Ananda tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Samedi: Này hiền giả Samedi, đây là đề tài một câu chuyện cần phải ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Samedi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy trình bày với Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy như vậy thọ trì. Thưa vâng hiền giả, tôn giả Samedi chân đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda và tôn giả Samedi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa tôn giả Samedi với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, ta chưa từng thấy du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Thời câu chuyện này từ đâu xảy ra? Này Ananda, câu hỏi đáng lý phải trả lời phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta lại được kẻ ngu si Samedi này trả lời theo một chiều. Khi nghe nói vậy, tôn giả Uday bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của tôn giả Samedi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác khổ đau? Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu si Uday này. Này Ananda, ta biết rằng nếu nay kẻ ngu si Uday này mở miệng ra đề cập vấn đề gì, ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không như lý. Này Ananda, thật sự chỗ khởi quỷ của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là về 3 cảm thọ. Này Ananda, nếu kẻ ngu si Samedi này được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy và trả lời như sau: Này hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. Này hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp,
ý nghiệp, có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này kiệt giả Buddha-li-buddha, nếu một ai có dục ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Nếu trả lời như vậy, này Ananda, kẻ ngu si Samedi đã trả lời một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Buddha-li-buddha. Và lại nữa, này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp của Như Lai. Này Ananda, nếu ông nghe Như Lai phân tích đại phân biệt về nghiệp, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời, Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp, sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời, thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, có người sát sanh lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiệt thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện phú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mặt chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Chị ấy nói như sau: Thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh, và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói hai lưỡi, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau: Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự biết mình, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài xa đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm,
có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, chị ấy được sanh vào thiện phú, thiên giới cõi đời này. Chị ấy nói như sau, thật sự không có những ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Chà, ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của công cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện phú, thiên giới, cõi đời này, chị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của công cho, sống tà hạnh trong các dục. Nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự biết mình, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước, và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có Sa Môn hay Bà La Môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Chị ấy nói như sau, thật sự có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Chà, ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Chị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, như từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện phú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều này vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vì ấy thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Chị ấy nói như sau, thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau, chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ.
ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sao? Chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sao? Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sao? Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sao? Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sao? Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sao? Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy, vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sao? Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sao? Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sao? Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của công cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, Tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố.
chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sao? Chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sao? Tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sao? Chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm. Tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến, như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự biết mình, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước, và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sao? Chắc chắn không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sao? Tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy, còn nếu vị ấy nói như sao? Chắc chắn những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung. Người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp nhận. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm,
có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ, do người ấy làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ, do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp nhặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ, do người ấy làm từ trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ, do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp nhặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp nhặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.